mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Huy. Chào Minh Châu. Để em nghiên cứu coi bữa nay anh Huy nấu cái gì. À, cái này là củ su hào nè. Chính xác rồi Minh Châu. Hôm nay đến với chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau chế biến một món ăn có nguyên liệu từ su hào. Ồ, nếu mà nguyên liệu từ su hào á, em thích ăn su hào nấu canh nè, su hào xào nè, cái nào cũng ngon hết á. Su hào nấu canh hay xào rất là ngon và tốt cho sức khỏe. Và bên cạnh đó là hầu như các món chế biến từ su hào có tác dụng giải độc, tiêu viêm rất là tốt. Và đặc biệt là rất tốt cho dạ dày nữa. Chà chà, thế thì hôm nay là món gỏi su hào. Để chế biến món gỏi su hào, chúng ta cần có một củ su hào, nửa củ hành tây, cà rốt, ngò gai, rau răm, 200 gram tôm sú, nửa cái tai heo, mè rang, tỏi băm, ớt băm, hành tím phi, nước mắm, muối, đường và chắc chắn không thể thiếu là giấm gạo Lisa. Trước hết là chúng ta phải luộc tôm ha. Bây giờ phần đó giao cho em. Nếu như em không lầm thì chúng ta sẽ bắt nồi nước lên. Bắt nồi nước lên. Song song với việc luộc tôm thì anh Huy sẽ cắt củ su hào này ra thành từng sợi ha. Anh Châu luộc tôm giùm anh đi. Sau khi chúng ta sắc su hào từng miếng vừa ăn như thế này rồi, tiếp tục cho vô khoảng 1 muỗng đến 2 muỗng đường, muỗng cà phê muối. Mình đảo đều cho đường và muối thấm vô, chút xíu mình vắt nước ra ha. Tương tự như vậy, cà rốt chúng ta cũng sắc sợi đều đều như là cả su hào vậy đó Minh Châu. Dạ. Anh Huy ơi, tôm về được chưa anh? Em vớt ra nha. Minh Châu vớt ra giùm anh đi. Dạ, em sẽ cho ngay vào tô nước lạnh anh ha. Bây giờ trong khi đợi anh Huy sắc cà rốt thì em sẽ đem đi bóc vỏ anh Huy ha. Rồi, em bóc vỏ và nhớ là chẻ làm đôi cho anh luôn. Dạ, em nhớ rồi. Sau khi cà rốt cắt xong, anh Huy cũng cho một muỗng cà phê đường vô, trộn đều ha. Sau đó một chút vắt ráo nước, như vậy đảm bảo cà rốt sẽ được giòn. Dạ. Hành tây chúng ta sẽ sắc sợi mỏng như vậy là được rồi. Tiếp tục ngò gai và rau răm thì Minh Châu nhớ cắt nhỏ ra như vậy nha. Dạ, em nhớ rồi. Phần tiếp theo cũng rất là quan trọng, đó chính là tai heo. Chúng ta nên luộc từ nước lạnh, và khi tai heo chín tới thì chúng ta cho ra ngoài, ngâm vô một cái tô nước lạnh có pha một chút vàng chua. Và đây là tai heo, tôi đã hoàn tất công đoạn kia. Bây giờ chúng ta chỉ cần cắt những cái miếng tai heo ra vừa với cà rốt và cái su hào là được rồi. Bây giờ tôi sẽ đi vắt ráo phần su hào và cà rốt. Và Minh Châu đợi anh một phút ha. Dạ. Như là anh Huy vừa chia sẻ thì quý vị đừng quên cách làm tai heo nha. Chúng ta sẽ luộc tai heo từ nước lạnh nè, sau đó thì quý vị sẽ rửa qua nước có pha phèn chua. Như vậy thì sẽ giúp tai heo vừa trắng vừa giòn mà lại rất ngon nữa. Bây giờ mọi việc đã gần như là hoàn tất, chỉ còn một công đoạn cuối, đó là pha nước trộn. Quan trọng nhất luôn đó. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách pha nước trộn theo công thức 4-3-3. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng 4 muỗng giấm gạo Lisa, 3 muỗng nước mắm. Và tất cả là chúng ta phải sử dụng muỗng canh hết, Minh Châu nhớ nha. Dạ, em nhớ rồi. Cuối cùng là 3 muỗng đường. Dạ. Bây giờ em quậy tan đều hết cái này cho anh. Dạ. Anh sẽ lấy cái muỗng cà phê và cho một ít tỏi bằm vô luôn. Anh cho một muỗng cà phê ớt vô. Anh quậy lên coi. Nhưng mà trước khi trộn thì có một điểm nhỏ cần phải lưu ý. Đó là? Em cho anh 2 muỗng canh vô cái tai heo này, để cho tai heo thấm nước gỏi trước. Đồng ý. Công đoạn cuối cùng là cho su hào, cà rốt và các thành phần tôm, tai heo vô chúng ta trộn gỏi. Anh Huy sẽ cho vô một ít hành tây cho màu trắng nữa nè. Dạ đúng rồi. Phân nửa rau cắt nhuyễn. Bây giờ em cho hết toàn bộ cái nước gỏi vô cho anh. Cho hết luôn phải không anh? Cho hết cho anh. Wow, chắc là rất rồi, là đậm đà. Cảm ơn Minh Châu. Rồi, bây giờ tai heo cũng đã thấm gia vị rồi, anh cho vô luôn, chung luôn, trộn đều lên. Thôi, anh giao cho em trộn đi. Còn anh thì anh sẽ cho một muỗng mè vô. Dạ. Hành tím phi nữa nè.
Rồi chúng ta có thể cho ra dĩa được rồi. Xong. Đây cho vô một cái khuôn tròn. Dạ. Ồ, nếu mà mình đãi tiệc á mình để khuôn như vậy cũng sẽ đẹp hơn phải không anh? Mình thì nhìn sẽ có cái vòng tròn đẹp hơn. Ừ. Rồi bây giờ anh cho thêm một ít ngò gai, rau răm lúc nãy mình cắt nhuyễn nè. Ừ. Tiếp theo là cái gì ta? Cho một con tôm đi. Wow. Đây, nhớ là rút ra nhẹ nhàng nha. Rồi, em có thể cho thêm một ít mấy miếng ớt nè. Dạ. Ngò gai đi kèm. Vậy là xong rồi. Và bánh phồng tôm anh Huy cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ cho một miếng bánh phồng tôm, rồi gấp một ít gỏi lên, cho vô chung. Chắc một miếng tai heo nữa quá. Đúng rồi. Thì mời em. Em cảm ơn anh. Anh Huy ơi, công nhận là công thức 433 hơi bị chuẩn, bởi vì rất là đậm đà. Mà giống như nãy anh Huy có nghe em nhai không? Cái miếng su hào vô cùng giòn luôn. Đúng rồi. Cả tôm nè và cả tai heo nữa cũng đều rất là thấm gia vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và bên cạnh đó, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị hãy gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 061-882-6188. Bây giờ thì đành nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị rồi anh Huy ơi. Và anh Huy và Minh Châu xin chào và hẹn gặp lại.